Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh, những nét phác họa chân dung. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hưng Yên tự hào có quê hương Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, không chỉ là vùng quê có truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm mà còn là nơi phát tích của dòng họ Hoàng nổi tiếng có 18 đời quận công. Theo gia phả thì đời thứ 6 của dòng họ Hoàng là Thái Phó Hồng Quốc Công Hoàng Thế Kiều, vốn là quan võ của nhà Lê, đã phụng sự triều đình đem quân vào dẹp loạn ở Nghệ An. Do lập được nhiều chiến công lớn nên ông được phong chức tổng binh và được giao trấn giữ Nghệ An. Ông cũng là người đầu tiên đặt nền móng cho việc họ Hoàng lập nghiệp ở Nghệ An. Đời nối đời đến cụ Hoàng Xuân Đường là thân phụ của bà Hoàng Thị Loan ở làng Hoàng Chủ, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Bà Hoàng Thị Loan là thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 10 lần về thăm làm việc với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Riêng năm 1958, người đã về thăm Hưng Yên 5 lần. Người còn dành thời gian viết 14 lá thư thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân Hưng Yên, 20 lần ký sắc lệnh khen thưởng cho tập thể và tặng huy hiệu của người cho 67 cá nhân. Từ các cháu thiếu niên nhi đồng, chiến sĩ dân quân, bộ đội, giáo viên đến các cụ phụ lão, những người con Hưng Yên có thành tích trong chiến đấu, lao động, rèn luyện và học tập. Cuộc triển lãm Hồ Chí Minh, những nét phác họa chân dung thể hiện những cái hình ảnh của Bác qua cuộc đời hoạt động trên khắp mọi miền của đất nước cũng như trên thế giới để ghi nhớ và tưởng nhớ công lao của người qua những hình ảnh để thể hiện cái khí phách, tâm hồn, đạo đức, tác phong của người để lan tỏa trong toàn cộng đồng. Chuyên đề Hồ Chí Minh, những nét phác họa chân dung có trên 200 hình ảnh tài liệu và hiện vật, trên 500 ấn phẩm sách báo. Các tài liệu hiện vật được trưng bày theo 7 nội dung. Nguyễn Sinh Cung, cậu bé giàu nghị lực. Nguyễn Tất Thành, người thanh niên yêu nước tiến bộ. Nguyễn Ái Quốc, người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo thiên tài. Hồ Chí Minh, nhà văn hóa lớn. Hồ Chí Minh, chân dung đời thường và Bác Hồ với Hưng Yên. Mình cảm thấy là cái triển lãm này thì quy mô rất là lớn và các tư liệu thì mang ý nghĩa sâu sắc để phản ánh về cái cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Thông qua các hiện vật ấy, thì mình cảm thấy được tình cảm của Bác dành cho quê hương và con người Hưng Yên. Qua đó thì những người trẻ mình luôn là có cái suy nghĩ là sẽ học tập và làm việc theo tấm gương của Bác. Với cách tiếp cận mới, trưng bày lần này phác họa và giới thiệu đến công chúng hình ảnh về một vị lãnh tụ vĩ đại, tận tụy, quên mình, kiên trung, bất khuất vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc nhưng giàu lòng bác ái, thanh bạch, dung dị trong cuộc sống đời thường. Nhân cách cao đẹp của người đã tạo nên những giá trị nhân văn mà mỗi cá nhân có thể học tập và noi theo. Chuyên đề sẽ được trưng bày đến hết ngày 30 tháng 6.